không ép thủy lực chữ C, lực ép 100 tấn các bác nhá. Đấy, con này là ti 160, vỏ 260, hành trình 200, khung của Nhật các bác nhá. Bác nào có nhu cầu bên em lắp đặt chọn gói thì bên em sẽ lắp đặt chạy chọn gói nhá. Còn các bác mua về tự lắp đặt thì bên em bán theo kg nhá. Máy của Nhật rất là còn chất các bác nhá. Về chỉ cần lắp chạm nguồn và làm tú điện chạy theo yêu cầu. Còn đây là con máy ép thủy lực của hãng Toshiba nhá. Lực ép 550 tấn. Loạt khung 830. Hành trình xi lanh 800. Đấy, các bác mua khung bán khung nhá. Mua bộ phận nào thì bán bộ phận đấy nhá. Bác nào có nhu cầu liên hệ cho em theo số 0985 324456 hoặc là số 0355 557 558. Các bác xem được video này nhớ ấn cho em xin một nút like và follow đăng ký kênh ủng hộ bên em. Em xin cảm ơn.